Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một mẫu tỉa mới trên dưa hấu. Và nguyên liệu thì các bác chuẩn bị cho em là một quả dưa hấu tròn. Dụng cụ sẽ là một chiếc múc hoa quả, một chiếc xúc cánh hoa, một con dao pha khối và một con dao tỉa nâng cao.